Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn ạ. Chúng ta lại gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng trên kênh HTV9. Và quý vị ơi, ngày hôm nay chị Lan xin được đề cập đến một cái biểu hiện mà rất nhiều quý vị có thể đã gặp phải. Đó là chúng ta ợ chua. Nhiều người thì nói, ôi, nó bình thường ấy mà. Ợ chua rồi nó sẽ hết thôi, chẳng ảnh hưởng gì đâu. Nhưng thưa quý vị, nếu như không được điều trị, Lan rất lo lắng rằng vấn đề ợ chua này sẽ có thể gây ảnh hưởng về lâu về dài cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì quý vị đừng ngần ngại, hãy theo dõi chương trình, nắm bắt ngay những kiến thức cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho mình và cho người thân quý vị nha. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu qua cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Đặng Minh Luân. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC của chương trình. Xin chào quý khán giả đang xem chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ Minh Luân, nói về vấn đề ợ chua thì nhiều quý vị gặp rồi thì chúng ta sẽ biết biểu hiện nó như thế nào. Nhưng mà nhiều quý vị thì nói tôi không có rành. Vậy thì ợ chua là cái biểu hiện như thế nào của cơ thể ạ? Thưa quý vị khán giả, thì thực ra ợ chua là một cái triệu chứng hay là một cái biểu hiện cũng tương đối là thường gặp. Và thực tế nó có thể gặp ở nhiều người bình thường chứ không hẳn là người có bệnh đâu. Thì cái ợ chua là một cái biểu hiện mà chúng ta ợ lên, chúng ta cảm thấy nó bị chua hoặc là bị đắng ở miệng. Hoặc là có một số bệnh nhân than phiền chúng tôi rằng là bác sĩ ơi, tôi cảm thấy có cái chất dịch gì đó giống như nó chạy từ trong cái ngực của tôi nè, nó chạy lên phía trên và tôi cảm thấy tôi chua cái miệng. Đó là biểu hiện ợ chua. Và thường thì cái ợ chua này thì nó đặc điểm là nó hay xảy ra khi sau khi chúng ta ăn, và đặc biệt là nếu chúng ta ăn rất là no, hoặc là xảy ra khi mà chúng ta nằm. Và thường nó hay đi kèm với ợ chứng ợ nóng. Ợ nóng tức là chúng ta có cảm giác nóng rát ở cái vùng giữa ngực này nè, cái vùng ngay ở phía trước cái xương ngực của chúng ta. Thì ợ chua và ợ nóng là thường là hai cái triệu chứng hay đi kèm với nhau. Dạ, vậy thì nguyên nhân nào khiến cho chúng ta lại có cái triệu chứng ợ chua như thế ạ? Dạ. Bàn về cái nguyên nhân của cái triệu chứng ợ chua đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta có cái thực quản là cái cấu trúc mà nói giữa cái miệng của chúng ta. Khi chúng ta ăn vào thì đồ ăn nó sẽ qua cái miệng, nó đến cái thực quản và sau đó nó vào cái dạ dày. Thì giữa cái thực quản và cái dạ dày đó, chúng ta có một cái cấu trúc rất là đặc biệt. Chúng tôi gọi là cái cấu trúc đó là cái cơ vòng thực quản dưới hay là cơ thắt thực quản dưới. Cái cơ này nó hoạt động rất là hay, là khi mà chúng ta ăn và chúng ta nuốt đó, thì cái cơ nó sẽ mở ra để nó làm cho cái đồ ăn nó từ cái thực quản nó đi xuống cái dạ dày rất là trơn tru. Và khi mà chúng ta không có cái động tác nuốt đó, thì cái cơ này nó sẽ đóng lại và nó ngăn ngừa cái chuyện là thức ăn nó từ cái dạ dày nó trào ngược lên trên cái thực quản. Như vậy thì khi mà lâu lâu thì cái cơ này nó cũng mở ra, chúng ta gọi là mở thoáng qua của cái cơ này, thì nó gây ra cái triệu chứng ợ chua. Và cái người bình thường cũng có thể gặp cái triệu chứng ợ chua do cái cơ này nó mở thoáng qua như vậy. Dạ. Vậy làm sao biết được là ợ chua là một cái biểu hiện của một người bình thường hay nó là biểu hiện của một người có bệnh ạ? Và đó là bệnh gì ạ? Thì đúng là một cái câu hỏi mà rất nhiều quý bệnh nhân cũng hỏi chúng tôi là bác sĩ ơi, tôi bị ợ chua vậy là bình thường hay là tôi bị ợ chua như vậy là bất thường? Thì thực ra đó thì ợ chua mà gọi là bất thường đó, khi mà cái cơn ợ chua này nó thường xuyên quá. Thường xuyên tức là người ta nói là trên 2 lần một tuần. Hoặc là cái triệu chứng ợ chua này nó gây ra cái khó chịu, ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống của quý vị khán giả. Hoặc là cái chứng ợ chua này nó gây ra cho quý vị khán giả, gây ra những cái biến chứng mà chúng ta khi mà chúng tôi làm nội soi chúng tôi thấy được là cái thực quản của quý vị khán giả bị ợ chua, bị viêm hoặc là bị loét, thì chúng ta gọi đó là cái bệnh. Còn nếu mà chứng ợ chua này lâu lâu chúng ta mới bị một lần và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta, thì chúng tôi gọi đó là cái chứng ợ chua bình thường hay còn gọi là ợ chua sinh lý. Dạ, nhiều người thì bảo là ợ chua như vậy á, nếu mà không có điều trị á, là sẽ gây ra cái tình trạng bị viêm cái phần cổ họng nè, rồi sau đó bị đau họng nè, rồi chúng ta sẽ bị sốt lên. Dạ, nhiều người nhận định như vậy thì có đúng hay không ạ? Thì thực ra là ợ chua đó, nếu mà chúng ta điều trị không hợp lý, thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là ợ chua nó liên quan đến thực quản, thành ra đầu tiên nó sẽ viêm trước cái thực quản. Thực quản. Tuy nhiên có một số bệnh nhân thì bị ợ chua nhiều quá, thì nó sẽ gây có thể là viêm cái vùng hầu họng ở phía trên này, thậm chí có một số bệnh nhân là bị khàn tiếng luôn. Dạ. Đó, nhưng mà thường là bệnh nhân sẽ thay đến than phiền là bác sĩ ơi, sao tự nhiên tôi bị trào trào lên, tôi bị nóng, tôi bị ợ chua, kèm theo tôi bị khàn giọng, và kèm theo tôi bị giống như có cái cục gì nó ngay cổ nè, nó cứ làm cho chúng tôi cảm thấy là nuốt nó rất là vướng. Dạ. Hoặc là một số bệnh nhân họ mô tả là ngay cái cổ tôi có cái cục gì đó nghẹn rất là khó chịu và tôi cố gắng thôi thúc tôi phải khạc ra, mà khi tôi khạc ra thì cũng không có thấy đàm gì trong đó hết. Đó là cảm giác vướng ở cổ, hay là chúng tôi gọi là loạn cảm họng hay là gì cảm họng, cũng hay gặp ở những cái người mà có thể có bị bệnh cái trào ngược dạ dày thực quản. Thưa bác sĩ, chúng ta sẽ điều trị như thế nào với căn bệnh này ạ? Thì thông thường để điều trị cái chứng ợ chua hay là cái bệnh trào ngược dày thực quản đó, thì thường chúng tôi phải khuyên bệnh nhân hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đầu tiên là mình phải điều chỉnh cái lối sống, và thứ hai là sau đó mới vấn đề dùng thuốc.
Tại vì chúng tôi quan niệm rằng là bệnh lý đường tiêu hóa đó thì bao giờ cái việc điều chỉnh lối sống thì cũng là một cái chuyện rất là quan trọng bên cạnh cái việc dùng thuốc. Thì thông thường đối với cái bệnh trào ngược thực quản đó, thì chúng tôi khuyên bệnh nhân điều đầu tiên á là chúng tôi khuyên bệnh nhân kê cao cái đầu lên, nằm ngủ kê cao cái đầu lên. Yeah. Thì khi mà chúng ta kê cao cái đầu lên như vậy đó thì cái dịch nó sẽ đỡ trào lên, thành ra chúng ta sẽ giảm cái triệu chứng, đặc biệt là nếu mà những bệnh nhân có triệu chứng về đêm. Thứ hai, chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân là giảm cân nếu những người bệnh nhân nó có béo phì. Tại vì những cái nghiên cứu người ta thấy là những bệnh nhân mà có béo phì đó, khi mà giảm cân cái triệu chứng trào ngược nó sẽ nhẹ đi. Đồng thời chúng ta cũng phải chú ý điều chỉnh lại cái chế độ ăn. Đầu tiên là chúng ta phải cố gắng là ăn uống đúng giờ và tránh ăn quá no. Giống như tôi nói lúc nãy đó, khi mà chúng ta ăn quá no thì cái cơn trào ngược nó dễ xảy ra hơn, thành ra cái triệu chứng thường nó xuất hiện nhiều hơn. Thành ra thay vì chúng ta ăn một lần quá nhiều thì chúng ta sẽ chia nhỏ cái bữa ra. Một cái điểm cũng rất là đáng lưu ý là khi mà chúng ta ăn đó thì chúng ta tránh nằm liền, tránh nằm ngay. Thì thường là chúng tôi khuyên bệnh nhân là từ thời gian từ lúc mà chúng ta kết thúc cái bữa ăn đến khi mà chúng ta đi ngủ ít nhất phải là 2 giờ để cho thức ăn nó tiêu bớt đi. Rồi nếu mà chúng ta ăn xong mà chúng ta nằm liền á, lúc đó cái áp lực ở trong cái dạ dày nó tăng cao lên thì lúc đó thì cái nó sẽ rất là dễ trào ngược, sẽ gây ra những cái triệu chứng hoặc là những cái biến chứng. Song song với cái việc là điều chỉnh chế độ ăn, điều chỉnh lối sống như là giảm căng thẳng, giảm stress, giảm cân, nằm kê cao đầu thì chúng ta phải dùng thuốc. Tại vì thường bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì thường chúng ta phải dùng một số các cái thuốc để giảm cái nồng độ axit trong dạ dày lên lại, để cho cái dịch nó trào lên nó không quá axit, để nó giảm cái tổn thương do cái dịch trào ngược gây ra. Thưa quý vị, những biểu hiện đôi khi có vẻ rất bình thường như là ở chua, nhưng quý vị sẽ thấy là qua lời khuyên của bác sĩ thì nó sẽ chia làm hai loại, một loại là bình thường và một loại là ở chua bất thường do bệnh lý. Vậy thì quý vị hãy lưu ý lại về những cái biểu hiện này của mình. Nếu như cảm thấy đó là bệnh lý, xin hãy đi gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị sớm, tránh những cái biến chứng không đáng có. Còn nếu như nó chỉ là những cái biểu hiện bình thường và không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống thì không sao, chỉ cần chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe, ăn uống và lối sống hàng ngày là được rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đặng Minh Luân đã đến với chương trình ạ. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đến đây thì cũng đã hết. Thật đáng tiếc là chúng ta phải nói lời chào tạm biệt nhau rồi. Xin phép hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.